sườn chim sả canh cải. Ăn hay sao lắm liền được không? Ăn thấy được không? Nhái gì dữ rồi trời hả? Nhái gì dữ vậy? Nhái để ý ăn nha. Xương nữa đâu? Đây nè con. Đây nè. Ăn hết rồi cơm đó không Lóc Lề? Hết. Hết luôn hả? À, nãy giờ 8 chén chưa? Không, 2 chén. Ăn cơm hết thôi, ăn rau đi con. Giỏi quá, sắp thành lợn luôn rồi. Đâu, mẹ đâu nói gì con đâu. Nhai nhức đầu á. Trời ơi, nó nhai xương kìa. Nhai răng mà nhai thấy ớn à. Nguyên một dĩa thịt luôn, gần cả ký thịt chiên lại thì ăn còn như đó. Ngoại không có nhà Lóc Lình ốm rồi. Ốm không Lóc Lình? Ốm hay mập? Sao biết? Không biết hả? Không biết dẹp hết nghĩa cho ăn à? Ốm. Ốm à? Mấy cái hình hôm bữa đâu rồi đó rồi. Viền phim mà biết gì nữa mà biết. Cái này nè. Cái này có rồi mà Lóc Lên. Thôi lắm rồi mà. Cho coi lại. Lâu lắm rồi mới coi lại. Ăn thì ăn cho lẹ đi, ăn thì coi chừng nào mới xong, lạnh hết. Dễ cưng quá à. Quay qua đây coi.
Lắp liền, quay qua đây ơi. Giống thiệt luôn á, cưng ngát luôn á. Chú coi lại nha các bạn, đẹp không? Nhìn cái chú kìa, đứng dậy ra không liền. Để Lập liền ăn cơm thôi, dèm quái ăn hết nồi cơm luôn rồi.